Yuzuru Hanyu, vận động viên trượt băng người Nhật Bản, không chỉ là một tên tuổi lớn trong làng trượt băng mà còn là biểu tượng của sự xuất sắc và kiên cường. Anh đã hai lần giành được huy chương vàng Olympic, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong lịch sử trượt băng nghệ thuật. Sự nghiệp của Hanyu không chỉ dừng lại ở đó, anh còn là nhà vô địch tại nhiều giải thi đấu danh giá khác, cả trong nước và quốc tế, từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ trượt băng thế giới. Yuzuru Hanyu không chỉ được biết đến với kỹ thuật hoàn hảo, bằng thành tích đáng nể mà còn với sự mến mộ rộng lớn từ khán giả quốc tế, đồng thời là hình mẫu lý tưởng cho nhiều vận động viên trẻ. Anh đã phá vỡ 19 kỷ lục thế giới và được coi là niềm tự hào của trượt băng châu Á, một tấm gương của sự kiên trì và không ngừng nỗ lực. Năm 2022, Hanyu tuyên bố rẽ sang hướng mới trong sự nghiệp khi chuyển từ thi đấu sang trượt băng biểu diễn chuyên nghiệp, mở ra một chương mới trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, không lâu sau đó, anh gặp phải những thách thức trong đời sống riêng tư. Hanyu quyết định kết hôn nhưng danh tính của người bạn đời được giữ kín. Không lâu sau đó, anh thông báo ly hôn với lý do không thể chịu đựng được sự quấy rối từ thợ săn ảnh và những tin tức không chính xác về mình. Sự kiện này không chỉ làm xáo trộn cuộc sống của Hanyu mà còn gây chấn động trong cộng đồng hâm mộ. Hanyu hy vọng rằng quyết định của mình sẽ giúp bảo vệ cuộc sống riêng tư của bạn đời và giảm bớt những tin tức sai lệch. Cuộc đời và sự nghiệp của Hanyu, từ những thành tựu vang dội trên băng đến những thử thách cá nhân, luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều người, khẳng định vị thế của anh trong lịch sử thể thao.